Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở góc đường Minh Phụng và đường Hồng Bàng ha, ngay trường Nguyễn Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh nè. Hướng thẳng vào trong là mình sẽ về lại chợ Minh Phụng hay là chợ Cây Gõ ha. Còn Hồng Bàng hướng thẳng này là mình về quận 5, cầu vượt Hồng Bàng ha, 3 tháng 2. Hướng thẳng bên kia là quận 11 ha, về Ủy ban dân quận 11. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở hẻm 5m ha. Đó, căn nhà một trệt, một lửng và hai lầu. Ở nhà đúc bê tông cốt thép hết luôn nha anh chị. Nằm gần chợ Minh Phụng, chợ Cây Gõ, khu vực chợ lớn, chợ Bình Tây. Nhà mình có hướng là hướng Bắc nha anh chị. Ở căn góc hai mặt hẻm luôn. Ở đây là trường Hoàng Lê Kha nè. Thôi mình đi vào hướng trường Hoàng Lê Kha đi. Cái đằng kia là chợ Minh Phụng. Đó, đằng chiếc xe 7 chỗ đằng kia là chợ Minh Phụng và nhà sách Cây Gõ ha. Đó, mình đi theo hướng bến Phú Lâm về lại trường Hoàng Lê Kha và về căn nhà của mình nha. Đó, đường này là đường bến Phú Lâm nha anh chị, phường 9 quận 6. Ở nhà có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Nó rộng rãi ngang 4m6 và sâu vào 11m nha. Sổ hồng riêng được hoàn công đầy đủ. Bên tay trái của mình đó là trường Hoàng Lê Kha. Ở vị trí là khu vực chợ lớn đó nha anh chị. Ở đây là khu vực chợ lớn, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên rồi á. Hai hẻm trước nhà, hẻm xi măng sạch sẽ, hẻm 5m. Rồi ngay chỗ vị trí này có cái công viên đó, thuận tiện cho anh chị mình ra tập thể dục thể thao ha. Ở ngay vị trí công viên này luôn nha. Ở đây thì ra Hoàng Lê Kha, ra ngay ô tô Quang Phương. Mình đi bên đường Bến Phú Lâm ha anh chị. Đi đường Bến Phú Lâm về căn nhà của mình nha. Rồi ngay vị trí cầu đi bộ số 4 nè. Ở đây là hẻm vào nhà của mình ha. Rồi Nhân sẽ đứng ở đây và review vào trong cho anh chị mình xem. Mà anh chị mình nhấn like video ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản thứ nhất cho mình nha. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở đường Bến Phú Lâm, khu vực phường 9 của quận 6 ha. Đằng kia là đường Bến Phú Lâm hướng vào trường Hoàng Lê Kha ha, trường trung học cơ sở Hoàng Lê Kha. Đằng có một khoảng công viên nằm ở gần góc đó đó anh chị. Và hướng ngược lại này là hướng ra lại đường Hồng Bàng đó anh chị mình ha, sát bên đường Hồng Bàng luôn. Ở đây là khu vực của phường 9 của quận 6 ha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà ở sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên, hẻm đẹp luôn nha. Ở nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Một trệt, một lửng, một lầu và sân thượng trước sau, mái che thang ha anh chị. Pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ. Hẻm vào nhà mình là hẻm 551 đường Bến Phú Lâm ha. Đi cách vài bước là tới vị trí của căn nhà mình rồi. Nhân đi vào trong cho anh chị mình thấy hẻm của vào nhà mình luôn nha. Đó, hẻm vào nhà mình rộng rãi sạch sẽ ha, hẻm xi măng, hẻm vừa mới nâng lên rồi. Nhà mình thì đã xây dựng cao tầng và nhà mới anh chị mình vào ở ngay. Hướng nhà của mình đó là hướng Bắc ha anh chị. Đó, hẻm vào nhà của mình rất là đẹp nha. Đó, ở đây thì gần trường Hoàng Lê Kha, trường đây là gần ngay trường Hoàng Lê Kha ha.
và trường Mạc Đình Chi. Đó, hẻm vào nhà của mình nè anh chị. Đó, hẻm rất đẹp ha. Đó, trước nhà mình rộng rãi, hẻm rộng rãi. Đó, căn nhà nằm ở góc luôn. Đó, căn nhà ở góc. Chủ có làm tường, ốp tường cao ráo sạch sẽ luôn ha, căn nhà góc. Địa chỉ của căn nhà mình là 551/34 đường Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6 ha. Gần trường Hoàng Lê Kha, gần chợ Minh Phụng hay còn gọi là chợ Cây Gõ. Ở trên có ban công rộng rãi về ngôi luôn nè, căn góc ha. Ở ban công kính cường lực anh chị. Ở trên một trệt nè, mình một cái lửng và một cái lầu sân thượng ở trên trước và sau cái mái cho thang của mình ha. Nhà mới đẹp anh chị, mình vào ngay căn góc, chủ có mở cái cửa bên hông. Và chiều ngang của nhà mình là 4m6 và sâu vào 11m ha. 4m6 và sâu vào 11m nha. Đó, hẻm vào nhà của mình nha anh chị. Hướng nhà là hướng Bắc, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Rồi bên ngoài chủ ốp tường cao ráo. Bên ngoài chủ ốp tường cao ráo hết nha. Ốp cao lên đụng tên tới vị trí tầng 1 luôn. Và nhà mình bảo vệ với hai lớp cửa. Một lớp cửa sắt bên ngoài, cửa sắt 4 cánh. Bên trong là một lớp cửa nhôm xi pha, kính cường lực nha. Đó, trước nhà rộng rãi anh chị mình để xe thoải mái. Căn nhà mình nằm ở góc nữa. Ở trên là đúc ha. Nhà mình là đúc bê tông cốt thép hết luôn nha anh chị. Một trệt, một lửng, một lầu và sân thượng trước và sau. Căn góc đã xây dựng mất tầng rồi ha. Và hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 4 tỷ 550 triệu ha, 60 triệu nha anh chị, 4 tỷ 560 triệu ha. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Đó, gạch thì gạch bóng kính loại 6 tấc. Đây cửa sắt bên ngoài của mình đây anh chị. Đó, căn nhà nằm ở góc, anh chị mình để xe thoải mái ha. Ở cửa nhôm xi pha và kính cường lực ha, bản lề King Long. Đó, mở ra rất là dễ dàng luôn nha. Và xung quanh thì chủ các cửa sổ thì chủ có lắp rèm và làm khung sắt bảo vệ cho anh chị mình hết rồi. Điện chính, nước chính. À, cái lửng của cái nhà mình nè anh chị. Đó, căn nhà có cái lửng nên rất là thoáng luôn ha. Nhà vào rất là mát mẻ, hướng nhà là hướng Bắc ha. 4 tỷ 560 triệu nha anh chị. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Hướng chính của nhà mình là hướng Bắc và bên hông, hẻm bên hông của mình đó là hướng Tây ha anh chị. Đó, gạch còn mới. Xung quanh chủ ốp tường cao ráo, sạch sẽ, ốp loại gạch ngang. Đó, ốp loại gạch ngang nha. Đó, không gian phòng khách rộng rãi. Không gian phòng khách rộng rãi nha anh chị. Pháp lý rõ ràng. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. Cái quạt này điều khiển bằng remote ha. Đây Nhân người lấy đó. Và ở trên cái lửng của mình chủ đóng lập phong, giật tầng, xài đèn led hết. Trần nhà rất là cao nha anh chị. Ở trần nhà rất là cao luôn. Ở trên có quạt trần. Và đây cũng có tủ rượu ha. Tủ rượu cao ráo lên tới đụng lên trần luôn nha anh chị. Đó, làm cái tủ rượu cao lên đụng lên cái không gian lửng của tầng 1 mình luôn. Đó. Rồi, mỗi tầng, mỗi nhà mình là căn góc nên chủ mở cửa sổ hết và làm khung sắt bảo vệ có lắp rèm cho anh chị mình hết nha. Đó, căn góc. Đó, căn nhà mình là căn góc ha anh chị. Nên chủ mở rất là nhiều cửa sổ và mình làm cái lửng cao ráo để cho căn nhà mình mát. Ở đây có cái khung kính cường lực và nhôm xi pha để cho mình lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Hướng chính của nhà mình là hướng Bắc và hẻm cửa sau của mình là hướng Tây nha. Đó, tủ gỗ ha, ở đây mình có nhiều học để mình để đồ nha anh chị. Đó, nhiều học tủ để mình để đồ. Và ở dưới chân cầu thang, ở dưới chân cầu thang thì chủ cũng làm cho anh chị mình cái tủ gỗ luôn. Đó, làm cho anh chị mình cái tủ gỗ ngay chỗ này luôn ha. Đó, để máy bơm trong này. Đó, đầy đủ hết rồi, tường ốp cao ráo sạch sẽ. Anh chị mình xem lại không gian của căn nhà mình ha. Ngang là 4m6 và sâu vào 11m ha. Một trệt, một lửng, một lầu, sân thượng trước và sau. Ở ban công rộng rãi.
Đó, ban công kính cường lực, cầu thang mình đi lên, cầu thang thì mặt đi bằng đá hoa cương, tay vịn inox ha, không gian bếp. Đó, với tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt bếp xài đá hoa cương ha. Đó, bồn rửa sâu lồng, nhà vệ sinh nằm ở cuối và căn nhà mình ở nằm ở góc nên chủ có mở cái cửa phía sau. Đó, anh chị mình xem ha, cửa là cửa lùa nha anh chị. Đó, rộng rãi để mình để xe ha. 551/34 đường bến Phú Lâm, phường 9 quận 11 nha. Một trệt, một lửng, một lầu ha. Đây cái ban công của mình nè, inox ghiền ra ngoài luôn nha. Kính cường lực ha anh chị. Các cửa sổ mở rất là nhiều. Đó, xung quanh thì chủ ốp tường cao ráo lên tới 1,5 m để cho anh chị mình có xe cộ chạy thì nó không chạm va chạm vào bức tường của nhà mình ha. Rồi bây giờ anh chị mình vào trong để xem không gian nhà vệ sinh của nhà mình nha. Để xem không gian nhà vệ sinh của nhà mình ha. Đó, cửa nhà vệ sinh là sử dụng cửa nhôm Sifa luôn nha. Khi các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ, tường ốp cao ráo sạch sẽ. Đó, tường ốp cao ráo sạch sẽ hết nha. Bồn là ngồi nguyên khối, các thiết bị phụ sử dụng đồ inox hết nha. Đó, mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 393939 để được xem nhà và gặp trực tiếp với chủ làm việc thêm giá ha. 4,6 m và sâu vào là 11 m. Nhà mình căn góc nên mở cửa sổ và mở cửa sau được nha. Nhân đi lên trên cho anh chị mình xem không gian tầng lửng của nhà mình ha. Đó, cầu thang đi lên là cầu thang đúc luôn nha anh chị. Đó, cầu thang đi lên là cầu thang đúc luôn. Ở đây cái lửng của nhà mình ha, đứng trên đây thấy cái la phong là đóng giật tầng xuống ha, và đi đèn led hết luôn nha. Đó, và đi đèn led hết luôn nha anh chị. Đó, đèn led hết luôn. Rồi đây là cái không gian từ trên trệt mình nhìn xuống. Đó, rộng rãi ha, không gian phòng khách rộng rãi. Ở nhà nở hậu đẹp, cao phong thủy rất là tốt luôn, căn góc mát mẻ. Rồi cái tủ gỗ của nhà mình nè, từ ở dưới làm lên, tủ gỗ của mình làm cao lên, đụng lên tới không gian tầng lửng luôn ha. Nó che cắt rất là ok luôn nha anh chị. Mỗi tầng một cái CB điện riêng và có cửa sổ, có cửa sổ và khung sắt bảo vệ ha. Đó, ở trên có mái ngói che hết luôn. Và phòng ngủ thứ nhất của nhà mình nằm ở vị trí lửng đây. Đó, đây là phòng ngủ thứ nhất của mình ha. Cửa gỗ nha, cửa gỗ, gạch ốp cao ráo sạch sẽ dễ lau chùi. Rồi đây, đi ống đồng sẵn cho anh chị mình để mình lắp máy lạnh ha, và ống nước thoát sẵn hết á, trơn luôn. Điện âm tường hết luôn nha anh chị. Đó, mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân để xem ha. Ở phân khúc 4 tỷ 560 triệu nha anh chị. Ở giá cả là vẫn còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Ở trần nhà cao ráo sạch sẽ hết luôn nha. Đóng la phong, xài đèn led hết. Ở đây còn cái tủ. Đó, đây còn cái tủ ha. Cửa gỗ nha. Đó, đây là cái tủ cho anh chị mình để chứa đồ ha. Đó, gọn gàng hết. Phối màu rất ok ha. Tủ gỗ hết luôn nha anh chị. Nếu anh chị mình thấy phù hợp với bất động sản này thì mình liên lạc với Nhân để xem ha. Đó, hiện tại là phòng ngủ thứ nhất rồi nha. Ở trên không gian lẫn, cầu thang thì cầu thang đúc, mình các bước đi rất là nhẹ nhàng. Đây thì ổ internet cũng đã đi rồi nè. Đó, mình cắm vào đây mình sử dụng ha. Đó, nếu mình thấy phù hợp thì mình liên lạc với Nhân để xem ha. Rồi bây giờ Nhân đi lên trên cho anh chị mình xem. Sân nhà rất là rộng luôn. Ngoài trước nhà ha, nhà hai lớp cửa nè. Rồi từ vị trí này là 3,3 m, dài vào là 11 m, nở hậu là 4,6 m ha anh chị. Đó, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ. Chỉ phân khúc 4 tỷ 560 triệu thôi. Mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân để xem ha. Qua số điện thoại 0922 393939 để được xem nhà và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá nha. Đó, đây là không gian tầng 1 của mình ha. Đây là không gian tầng 1 của mình. Ở trên còn sân thượng trước và sau và máy đúc nữa nha. Rồi Nhân quay phòng ngủ phía sau trước cho anh chị mình nha. Cửa phòng ngủ phía sau, cửa cũng là cửa gỗ đây, và làm khung inox bảo vệ hết cho anh chị mình luôn, có lắp rèm hết luôn nha. Ở vị trí cửa sổ là đầy đủ hết rồi. Đó, rồi điện âm tường và ống đồng cũng đã đi sẵn hết luôn.
cho anh chị mình lắp đồ vào sử dụng thôi. Đó, lắp máy lạnh vào mình sử dụng nha. Trần nhà cao ráo sạch sẽ, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ. Mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Nếu anh chị mình thấy phù hợp với bất động sản này, mình liên lạc với Nhân qua số 0922 39 39 39 để được xem nhà và gặp chính chủ làm việc về giá. Vị trí thì nằm gần chợ Trường Hoàng Lê Kha, gần chợ Minh Phụng, chợ Cây Gõ, khu vực chợ lớn, chợ Bình Tây, ở bến xe chợ lớn đâu ha. Quá đẹp luôn nha anh chị. Nó di chuyển vào các quận trung tâm rất là gần luôn, gần quận 5, quận 11. Mỗi phòng chủ làm cho anh chị mình một cái tủ âm tường đó. Và các thiết bị đầy đủ để cho mình sử dụng, tủ gỗ hết nha. Đó, anh chị mình xem nè. Đó, tay vịn cũng ok ha. Rồi đây, tiếp tục mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình ha. Những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 4 tỷ 580 nha anh chị. Rồi, 4 tỷ 560 triệu nha anh chị. Có giá dưới 4 tỷ 560 triệu thì chia sẻ video này ha. Đó. Rồi, nhà vệ sinh ở trên tầng 1 nè, ở giữa sử dụng cho hai phòng, lối đi qua nhà hai phòng rộng rãi. Tường cũng ốp cao ráo sạch sẽ, cửa thì sử dụng cửa nhôm Sifa, kính cường lực nha. Đó, có dán màu cho anh chị mình hết. Rồi đây, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ hết nha. 4 tỷ 560 nha anh chị. Đó. Rồi phòng ngủ phía trước, đây là phòng ngủ thứ ba của nhà mình ha. Cửa vẫn là cửa gỗ và căn nhà mình là căn nhà góc nên chủ mở cửa sổ rất là nhiều. Đó. Ống đồng đi đầy đủ hết và các vị trí là làm khung inox bảo vệ viền cho anh chị mình hết rồi. Đây là phòng ngủ thứ ba của mình rồi nha anh chị. Đó. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân ha, điện âm tường hết. Ở trên đây thì mình có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh, ban công rộng rãi nha. Đó, ban công cửa ra ngoài là cửa nhôm Sifa, kính cường lực nha anh chị. Đó, sàn ban công lót sàn gỗ hết và tay vịn inox. Mặt bên bằng kính cường lực ha. Đó, anh chị mình xem nè. Ở ngay vị trí cửa sổ là chủ làm các máy ngói hết nha. Đó, chủ làm các máy ngói hết luôn. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư thì ngủ á. Vị trí nhân xin chắc lại là gần chợ Phú Cây Gõ nè. Gần ở đây thì gần chợ Cây Gõ, khu vực chợ lớn, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên. Đó, sàn thì lót sàn gỗ hết nha. Đó, cái lửng của mình nè. Đó, ở trên đây máy ngói hết, cửa sổ nè. Đó, ban công viền ở đây luôn, kính cường lực hết luôn nha anh chị. Ở đây mình để một dàn cây và ngồi sáng ngủ cà phê cũng ok ha. Đó, ống đồng nồi đi lại đầy đủ hết cho anh chị mình rồi. Đó, ống đồng mới hết rồi ha anh chị. Đó, mình thấy bất động sản này phù hợp thì anh chị mình liên lạc với Nhân để xem ha. Căn nhà nằm ở góc luôn nha. Vị trí là trung tâm quận 6. Bên kia mình thấy khu Him Lam chợ lớn kìa. Đó, cái tòa nhà chung cư Him Lam chợ lớn đó anh chị. Đó, ở trên còn cái sân thượng trước và sau máy đúc luôn nha. Rồi tiếp tục mình đi lên trên cho anh chị mình xem. Giá cả là 4 tỷ 560 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Mình liên lạc để xem bất động sản này nếu anh chị mình thấy phù hợp. Và nhớ là chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình ha. Rồi ba phòng ngủ rồi nha anh chị, ba phòng ngủ rồi. Và nhà là đúc bê tông cốt thép từ móng làm lên luôn nha. Nè, đang rồi, ở trên mình đang đi lên cái không gian sân thượng của nhà mình ha. Ở trên sân thượng phía trước này chủ cũng ốp lót gạch sạch sẽ hết và cửa vẫn là cửa nhôm Sifa, kính cường lực ha. Đó. Rồi ống nước đều đầy đủ trên đây. Máy trên đây là đúc luôn nha. Máy trên đây là vị trí này là máy đúc hết luôn nha anh chị. Nếu mình thấy phù hợp thì mình liên lạc với Nhân để xem sớm nha. Quá ngon lành nha anh chị. Căn góc hai mặt hẻm trước và sau. Đó, nằm thì gần trường Hoàng Lê Kha, trường Mạc Thịnh Chi,
ngay trung tâm của chợ lớn gần chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, khu vực chợ lớn nha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên. Ở trên là bột nước nha anh chị, trên cái lửng của mình bằng nước ha. Đó, căn góc luôn. Rồi ban công của nhà mình nè. Lấn viền qua luôn nha. Đó, ban công kính cường lực ha. Đây thì để dài chậu cây và làm không gian đèn hơi vàng vàng tí xíu nữa ngồi uống cà phê ha. Rồi. Ở trên không gian khoảng trống này thì ngay không gian sân thượng trước và phía sau á, thì chủ đi đường nước sẵn và ống nước, ống thoát sẵn cho anh chị mình rồi. Để cho anh chị mình đi máy giặt ha, giặt giũ phơi đồ, điện âm tường ha. Đó, cầu thang đúc hết luôn. Rồi sân thượng phía sau nè. Cửa vẫn là cửa nhôm, xi pha, kính cường lực ha. Rồi đây. Cái vị trí ha. Gạch ốp sạch sẽ hết. Gạch ốp sạch sẽ hết nha anh chị. Đó, ông đồng đi hết đầy đủ hết cho anh chị mình rồi. Ở trên thì làm mái toan sẵn để cho anh chị mình che mưa che gió và lấy để vị trí này giặt giũ rồi xong đem ra đây phơi đồ ha. Đó, nhà mình cao ráo, khu dân cư hiện hữu hết luôn nha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Và nhân xin nhắc lại giá một lần nữa ha. Ở giá này là còn thương lượng với chính chủ 4 tỷ 560 triệu ha. Đó, 4 tỷ 560 triệu. Sổ hồng riêng, hoàn công. Kích thước ngang của căn nhà mình 4m6 và sâu vào 11m. Đó, một trệt, một lửng, một lầu và sân thượng trước sau. Mái che thang, ban công rộng rãi, nhà đúc hết. Đó, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình ha, để bạn bè người thân nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha. Nhớ nhấn like video ủng hộ kênh nha anh chị, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Rồi, nhân xin chào và hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau. Vị trí của căn nhà là quá ngon, gần ngay chợ Bình Tây. Đó, gần chợ Bình Phụng hay gọi là chợ Cây Gõ ha, khu vực chợ lớn, chợ Kim Biên rồi ha anh chị. Bến xe chợ lớn rồi ha. Rồi nhớ là mình hãy nhấn like video ủng hộ kênh nha, nhớ nhấn vào đăng ký để mình xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Đó, ban công đã luôn.